Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Y tế Nghệ An, phát trên sóng truyền hình NTV và sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Chương trình được tài trợ bởi Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, khi thời tiết chuyển sang mùa đông cũng là lúc mà chúng ta dễ bị nhiễm lạnh và mắc các bệnh cảm cúm nhất. Để cung cấp cho quý vị và các bạn kiến thức cơ bản về phòng và điều trị bệnh cảm cúm, chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Sơn, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Xin chào Hương Trang, chào quý vị khán giả. Vâng. Và mọi thắc mắc của quý vị về phòng và điều trị bệnh cảm cúm, hãy gọi trực tiếp về số điện thoại của chương trình 038-6262-999. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 038-6262-999. Và trước khi cùng trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Sơn thì xin mời bác sĩ cùng quý vị khán giả cùng theo dõi một đoạn băng. Cảm cúm là một loại bệnh do virus gây ra, rất dễ lây qua đường hô hấp. Nó ảnh hưởng đến tất cả các nhóm tuổi, tuy nhiên trẻ em dễ mắc cảm cúm nhiều hơn so với người lớn. Dấu hiệu và triệu chứng của bệnh cảm cúm. Bệnh cảm cúm thường bị nhầm với cảm lạnh thông thường, nhưng các triệu chứng của bệnh này thường nghiêm trọng hơn những dấu hiệu điển hình của cảm lạnh như hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi. Ở trẻ em hoặc người lớn, khoảng 2 ngày sau khi cơ thể tiếp xúc với virus cúm, các triệu chứng ban đầu có thể là những cơn sốt bắt đầu xuất hiện, có cảm giác ớn lạnh, nhức đầu, đau nhức cơ bắp, chóng mặt, ăn không ngon, mệt mỏi, ho, đau họng, chảy nước mũi, buồn nôn, cảm giác yếu ớt không còn chút sức lực, đau tai, có thể xuất hiện triệu chứng tiêu chảy. Trẻ sơ sinh bị cảm cúm dường như hội đủ các triệu chứng này. Vâng ạ, qua đoạn băng vừa rồi thì chắc chắn là quý vị khán thính giả cũng đã có được một số cái thông tin cơ bản về triệu chứng của bệnh cảm cúm. Vậy xin bác sĩ Nguyễn Văn Sơn có thể cho biết là bệnh cảm cúm thì thường kéo dài trong bao lâu ạ? Xin nói rằng bệnh cảm cúm trong dân gian chúng ta thường nói là cảm cúm, hoặc là trong đông y thường nói cảm cúm, còn trong tây y người ta nói là bệnh cúm. Như chúng ta đã biết trên đoạn băng vừa rồi, người ta đã nêu bệnh cúm là do một loại virus gây nên lây qua đường hô hấp, do virus cúm A, cúm B, cúm C, các cái tiếp thường gây nên. Bệnh này thì lây qua đường hô hấp, lây từ người này sang người khác qua cái giọt nước bọt, qua cái các cái vật dụng chứa đựng các virus. Bệnh này có thể lây từ da cầm lây cho người, ví dụ cúm A H5N1, H7N9. Thời gian của bệnh cúm thì nó kéo dài tùy theo cơ địa, thường kéo dài 3 đến 10 ngày các bạn. Vâng. Bệnh cảm cúm thì có phải là bệnh nguy hiểm không, và bệnh này thì có thể dẫn đến những cái biến chứng như thế nào nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời ạ, thưa bác sĩ? Bệnh cúm này thì thường nó tự khỏi, giống như cả cái cúm mùa ở đây người ta thường hay mắc như cúm H3N2 thì thường nó tự khỏi, khoảng 70-75% tự khỏi. Nếu như chúng ta không xử trí, không điều trị kịp thời thì có nhiều trường hợp cũng thể biến chứng rất nguy hiểm, đó là bệnh viêm phổi, viêm phế quản phổi, viêm tai, hoặc là có nhiều trường hợp biến cúm não. Còn bệnh cũng có nhiều cái bệnh cũng rất nguy hiểm, ví dụ như cúm da cầm H5N1, H7N9 thì những cái loại bệnh đó là rất nguy hiểm, nó gây đến viêm phổi mà rất là cấp tính. Như những năm gần đây, những năm trước đây chúng ta thường mắc ấy, thì ở vùng phía Bắc là vùng H5N1 từ da cầm sang thì bệnh đó gây đến suy hấp là rất nguy hiểm. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng truyền hình NTV và sóng FM tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Hãy gọi về số điện thoại 038-6262-999 để nêu những câu hỏi của quý vị về chủ đề phòng và điều trị bệnh cảm cúm. Lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã kết nối được với vị khán giả đến từ huyện Tân Kỳ. Xin chào chị ạ. Dạ, xin chào chị ạ. Vâng, chị ơi, chị trao đổi câu hỏi của mình với chương trình đi ạ. Dạ, lúc nãy cũng nói rồi mà kiểu chị em bị cảm cúm trong một tuần đấy thôi.
kiểu như em đang mang thai kiểu 3 tháng rồi đó, mà em nổi giảm xuống uống thuốc tây, chứ đã em uống làm thuốc nam mà nổi được, chứ em xin hỏi chương trình thể dục của bạn á, có cách nào hay loại thuốc nào cho phụ nữ có thai á? Dạ, xin mời bác sĩ. Nghe gì vậy? Không nghe gì hết, em nhắc lại xem. Em nhắc lại xem. Vâng. À, tức là chị đang mắc bệnh cảm cúm và chị đúng rồi, có thai đúng rồi. Và chị có uống thuốc tây, thì chị hỏi bác sĩ là có cách nào để mà điều trị cảm cúm cho phụ nữ đang mang thai không ạ? Như chúng ta biết, nếu như những người kỳ cúm thường nó lành tính như chúng tôi đã nói, nhưng đối với các cái bệnh virus gây nên, đặc biệt là bệnh cúm đối phụ nữ mang thai, đặc biệt trong thai 3 tháng đầu, người ta gọi siêu âm 2 tuần tuổi, thì rất là dễ các cái biến chứng sau này, đặc biệt như sảy thai, các chị sẽ phải thai. Tốt nhất trong cái bệnh cảm cúm thì như chị, nếu như trong lứa tuổi, trong thời gian mang thai đó, thì tốt nhất không nên sử dụng thuốc, đặc biệt các thuốc tây. Mọi thứ thuộc ảnh hưởng đối với phụ nữ có thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Thì nếu có thì chỉ có dùng thuốc ho, thuốc đông y thông thường, còn dùng thuốc tây thì không nên. Vâng, vâng, chị còn thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ, có lẽ cảm ơn chương trình và cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã gọi điện về cho chương trình ạ, và cảm ơn bác sĩ ạ. Và chúng tôi xin được quay trở lại trả lời thư của khán thính giả. Câu hỏi đầu tiên là của chị Mai Lan ở địa chỉ mailannguyen5685a@yahoo.com. Khi trẻ bị cảm cúm thì có nhất thiết phải đưa đến bệnh viện không, và cách điều trị cho trẻ tại nhà khi mới có những cái dấu hiệu như là hắt hơi, sổ mũi và ho là như thế nào ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho chị Mai Lan. Cái bệnh cảm cúm ở trẻ nhỏ không nhất thiết tất cả các cái bệnh đều phải nhập viện, bởi vì đến bệnh viện có thể đến cái môi trường lây lan cho cộng đồng nhiều hơn, và cái vấn đề chăm sóc là có hơn. Ở nhà chúng ta có thể là, nếu như ho, chúng ta dùng thuốc ho. Thuốc ho bây giờ trên thị trường có rất nhiều loại, ví dụ như Propan chẳng hạn, hay là bổ phỉ chỉ khải lộ. Còn sốt thì chúng ta dùng hạ sốt, paracetamol. Đặc biệt là vấn đề giữ ấm cho trẻ, nâng cao thể trạng, hắt hơi, sổ mũi thì chúng ta nhỏ đường mũi. Còn chỉ đưa đến bệnh viện khi trường hợp có những biểu hiện bệnh nặng, nó khó thở hoặc là sốt cao liên tục, mà chúng ta điều trị, xử trí ở nhà thống tốt thì chúng ta mới đi đến bệnh viện. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và câu hỏi tiếp theo là của chị Lê Thanh Hà ở địa chỉ email thanhha88a@gmail.com. Tôi nghe nói có vaccine phòng cảm cúm, xin hỏi bác sĩ là liệu tiêm vaccine thì có phòng được cảm cúm thật không? Và nếu tiêm thì độ tuổi nào là tiêm được và tiêm ở đâu? Chi phí tiêm thì có đắt không ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho chị. Như chúng ta biết ấy, thì hiện tại bây giờ có khoảng 200 loại virus gây nên cho cái bệnh cúm, mà chúng ta chỉ chế biến chế được một số loại vaccine nhất định. Tuy vậy, những vaccine này có rất tốt đối với những cái bệnh cảm cúm thường mắc và dễ nguy hiểm hiện nay. Hiện tại bây giờ trên thị trường, đặc biệt ở các cái trung tâm y tế thì có cái vaccine phòng bệnh. Nếu chúng ta tiêm vaccine này đầy đủ thì có thể phòng bệnh được 60-70 năm. Tuy vậy, những các cái biến thể của virus là phải liên tục, cho nên hàng năm chúng ta phải nhắc lại. Tốt nhất là cái trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên thì chúng ta phải tiêm phòng cảm cúm. Còn dưới 6 tháng tuổi thì cái hệ thống miễn dịch của nó chưa hoàn chỉnh thì chúng ta không nên tiêm. Còn sau đó thì hàng năm chúng ta phải mỗi năm chúng ta tiêm lại một lần để cái bảo vệ cái miễn dịch bệnh viện và đưa người bệnh đó thì không bị mắc bệnh cảm cúm nữa. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và chúng tôi xin được kết nối với chị Tuyết ở Thanh Chương ạ. Xin chào chị Tuyết ạ. Dạ, xin chào chị ạ, cho hỏi bác sĩ tí ạ. Thằng cháu được 4 tháng rưỡi ạ, mà mấy hôm nay ho mà ho khan nữa, mà cháu uống hè vì nghề chủ với là bỏ quất á, mà vẫn chưa thấy đờ lắm, mà giờ hỏi gì cho cháu hỏi bác sĩ này, chứ nó có nên cháu uống rồi hay là lấy thuốc với cháu uống ạ? Nếu như mà bị cảm cúm mà ho nhiều thì nghề mà trong cái đó là cũng tốt, tuy vậy nhưng nó phải chờ thời gian, không phải là ngày 1, ngày 2 mà nó khỏi được. Thì thường bệnh cảm cúm thì thường 7 đến 10 ngày, sau đó thì ho có nhiều đứa trẻ có thể kéo dài đến 1 đến 2 tuần sau. Tuy vậy nếu như ho mà chúng ta dùng thực thuốc đó không đỡ thì chỉ nên đưa đến cơ sở y tế đó gần nhất để người ta khuyên cáo xử trí như thế nào. Vâng ạ. Cho hỏi là nghe về vỏ của cái hè đó thêm tí mật ống à bà? Cái đó cũng tốt đấy, vâng. Cho một tí mật ống này chứ bà? Cho một tí nữa cho nên trẻ uống, mà mật ong cũng có tác dụng trong điều trị ho. Phải có mật ong chị ạ. Dạ, rồi mẹ, nhưng mẹ họ có nên uống thuốc tây không bà?
Thuốc tây là phải đến về cơ sở y tế, như tôi nói không phải thuốc tây để điều trị ho được, phải không? Không thể kháng thính để điều trị ho được, mà chỉ có những cái thuốc ho như dân gian như chúng tôi đã nói ở trên, ví dụ Propan chẳng hạn, bổ phế chỉ khải lâu chẳng hạn, hoặc là chỉ làm các thuốc dân gian như quýt, mật ong, nghệ, đó là để điều trị thuốc ho. Vâng. Cảm ơn chị. Vâng, Xin cảm ơn bác sĩ ạ. vâng, và xin cảm ơn chị đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với chị Bảo Ngọc ở Nam Định ạ. Xin chào chị Ngọc ạ. Alo. Chị Ngọc ơi, chị nghe có rõ không ạ? Dạ có ạ. Vâng, chị có câu hỏi gì chị cứ trao đổi trực tiếp với bác sĩ đi ạ. Dạ Chị nêu câu có hỏi của ạ. mình đi. Vâng. Chị cho em hỏi, con em mới được 4 tháng mà cháu có triệu chứng hắt hơi sổ mũi 4 ngày hôm nay rồi mà đổ thuốc nó không khỏi. Vậy hỏi bác sĩ điều trị như thế nào ạ? Thì hắt hơi sổ mũi như chị nói không biết là uống thuốc gì, nhưng mà hắt hơi sổ mũi thì được nghe thì phải nhỏ mũi nước muối bằng 90.000 và uống thuốc ho. Thuốc ho tôi nói đó là Propan chẳng hạn, hoặc bổ phế chỉ khải lâu nó tốt. Mới như trên 4 ngày 5 ngày mà không đỡ thì phải đưa đến cơ sở y tế gần nhất, người ta khám và tôi tư vấn cho chị xem như thế nào, có phải bị viêm phổi hay không, thưa chị. Vâng. Chị nghe rõ bác sĩ tư vấn đúng không ạ? Vâng. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn chị đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và xin được quay lại câu hỏi của anh Thanh Tùng ở phường Hưng Bình, thành phố Vinh. Con gái tôi 7 tuổi. Đợt vừa rồi cháu thường bị hắt hơi, nghẹt mũi, đờm nhiều, ho, có sốt trên 37 độ C. Buổi tối do nghẹt mũi cháu rất khó thở. Xin hỏi bác sĩ là có cách gì giúp cháu dễ thở hơn không ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho cháu ạ. Nếu như đứa trẻ đó như chị nói 37 độ thì thuốc hạ sốt là không cần, nhưng mà buổi đêm thường hắt hơi sổ mũi thì trước hết mình phải nhỏ mũi trong mũi để thông thoáng đường thở cho trẻ, còn ho là chúng ta phải dùng thuốc ho. Còn đứa trẻ mà thường sốt vào họ khó thở vào buổi tối, chúng ta phải nên đi xem lại. Khó thở buổi tối có hai cái: thứ nhất là có thể VA nó to quá làm chèn đứa trẻ nó khó thở; thứ hai là bệnh hen thường xảy ra vào buổi đêm thì có thể phải đưa đến cơ sở y tế, đặc biệt là các bác sĩ nha khoa để người ta khám và thứ tư vẫn được cái cụ thể hơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và chúng tôi xin được kết nối với chị Trang ở Hưng Nguyên ạ. Xin chào chị Trang ạ. Dạ em chào chị ạ. Vâng. À, chị ơi, chị trao đổi câu hỏi của mình đi ạ. Dạ, thưa bác sĩ ạ. Cho em hỏi bác sĩ cái câu hỏi là bé nhà em sáu 4 tháng ạ. Nhưng mà bị mẹ bị cảm cho nên là bị lấy ra cho con thì mới có hiện tượng là hắt hơi và sổ mũi thôi. Hắt hơi sổ mũi. Nhưng mà khi cũng chưa là cho mẹ uống gì cả, chỉ mới là nhỏ thuốc sinh lý 09 đấy. Thì nhưng mà bây giờ cháu đấy nó bị đi ngoài 4 5 lần ngày đấy, cho nên là cháu biết là hỏi bác sĩ cả bây giờ phải cho chị thế nào. Cái thứ nhất là chị sử dụng như vậy là đúng, hắt hơi sổ mũi thì có thể nhỏ được mũi 90.000. Nhưng việc đi ngoài này chị phải dùng, thứ nhất là phải dùng thuốc chống mất nước, uống Orizon để bù nước cho nó trẻ. Cái thứ hai là trong cái bệnh cảm cúm thì có thể nhiều đứa trẻ có thể gây nên hắt hơi sổ mũi, rối loạn tiêu hóa đi ngoài, thì chị có thể theo dõi về 3 5 ngày. Nếu không đỡ phải đưa phân đi xét nghiệm xem nó có bị nhiễm khuẩn hay không. Nếu nhiễm khuẩn thì chúng ta phải dùng kháng sinh mới có thể điều trị được. Thì... Dạ, thưa bác sĩ ạ, nhưng mà bé bây giờ nó đi ngoài trước đấy, trước nó đi ngoài được 10 ngày rồi, nhưng mà cứ đi 3 lần, 4 lần, 5 lần nhưng mà không được nhiều, mà nó cứ ra cũng hoa ca hoa cải, với lại cũng có cái triệu chứng là đi thì đi một tí là Vâng. nó cứ ra một tí như thế, nhưng không nhiều. Được, cũng nhiều ạ. Vâng, Bây giờ như chị nói đó thì tôi chỉ nói thế này này, bởi vì thời gian không có nhiều, cũng không nên hỏi nhiều, nói cụ thể thôi. Thì nếu như trên 7 ngày rồi, chị nên đưa đến cơ sở y tế gần đó nhất, người ta khám, người ta tư vấn cho chị, đặc biệt là trẻ 4 tháng là trẻ nhỏ, trẻ dưới 6 tháng là thêm trẻ nhỏ chị nữa. Chứ còn mà chị thế này có lẽ nó không được cái chính xác, chứ để cho nó an tâm cho chị. Tốt nhất là chị nên đưa cháu đi khám ạ. Vâng. Vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với chị Hương ở Nam Đàn ạ. Em chào chị ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Chị có vấn đề gì thắc mắc về bệnh cảm cúm mà chị nêu trực tiếp với bác sĩ đi ạ. Chị ơi, em muốn hỏi là thằng nhà em mới được 6 tháng mà mỗi lần nó bị hắt hơi sổ mũi thì em mới đi đâu công việc nữa có tổ không chị?
Cái dâu là bố trẻ nhỏ là không đen gì ạ. Dâu là không đen, hắt hơi sổ mũi tôi, chẳng quá là nó viêm đường hốc đen, chỉ vì nhỏ mùi nước muối, cái đông đờ hắt thôi, cũng đờ chảy mùi. Chứ dâu thì ở trẻ nhỏ lại càng không đen. Vâng. Được chưa ạ? Vâng. Chị còn hỏi gì nữa? Vâng. Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Vâng, và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với anh Thành ở Bắc Giang ạ. Xin chào anh Thành ạ. Vâng, em chào chị ạ. Anh ơi, anh có thắc mắc gì ạ? Anh cứ nêu đi ạ. Chị ơi, chị làm ơn cho em hỏi là con em thì được 25 ngày tuổi ạ. Vâng. Cháu bây giờ về buổi tối thì cháu có triệu chứng là bị cúm, khó thở và khi cú thì có hiện tượng là khò khè. Thì em muốn bây giờ điều trị bằng cách dân gian thì có cách nào không ạ? Không, trẻ dưới 2 tháng tuổi là phải đưa, khi bị ốm là phải đưa đến cơ sở y tế. Còn như con em chỉ 25 ngày tuổi thì cái cảm cúm của nó thường nó rất ít, chị phải đưa đến, anh phải đưa đến cơ sở y tế để xem thử thế nào. Còn trước hết mà nó bị ngạt mùi thì nhỏ mùi bằng được mũi 90.000, còn sử dụng những thứ thuốc khác cần phải có chỉ định của cán bộ y tế mới được. Chứ còn nếu như chị, anh chị từ nhà cho uống cho nhỏ là không nên. Vâng. Vâng, đối với trẻ dưới 1 tháng thì là rất là có nguy hiểm nếu như mình tự dùng thuốc anh ạ. Cho nên là anh phải theo cái tư vấn của bác sĩ thì anh nên đưa cháu đến khám ngay đi ạ. Vâng, em cảm ơn chương trình ạ. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với anh Hoài ở Diễn Châu ạ. Chào anh Hoài ạ. Alo, chào chị ạ. Vâng, anh Hoài ơi, anh Hoài có thắc mắc gì về bệnh cảm cúm ạ? Anh cứ nêu đi ạ. Alo, xin chào bác sĩ ạ. Vâng. Bé của cháu là nó hay... bé của cháu là nó hay bị ra mua trùng, nó hay thở khó khè với đêm. Vâng, anh muốn hỏi điều Thế gì? Thế hết là không nêu ra cụ thể là bao nhiêu tháng tuổi, nhưng mà ra mua hơi trồm và khó khè với buổi tối. Trước hết là nó thương đứa trẻ hay bị thiếu canxi, thì có thể bổ sung canxi xem thử thế nào. Mà cái rám hồi cho chúng ta biết rồi, thứ nhất là cái biểu hiện quá trứng sớm, thứ hai là biểu hiện cái nhiễm trùng. 3 năm tuổi đó bạn nè. 3 tuổi ạ. 3 tuổi đó hả? Thứ hai là cái nhiễm trùng tiềm tàng, 3 là cái lao thơ nhiễm, thì phải đưa đến cơ sở y tế đó khám. Trước mắt anh có thể mua canxi cho cháu uống xem thử thế nào, nếu không đỡ thì anh phải đưa đến cơ sở y tế khám để tư vấn cụ thể cho nó tốt hơn. Vâng. Cảm ơn. Vâng. Anh có hỏi gì nữa không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình ạ. Chúng tôi xin được nêu câu hỏi của chị Thu Hiền. Mỗi lần thay đổi thời tiết thì tôi lại có dấu hiệu như là bị cảm, gồm hắt hơi, sổ mũi, nhức mỏi mắt. Mỗi lần như thế tôi lại mua thuốc cảm về uống. Xin hỏi bác sĩ là làm như vậy thì có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Và nếu có thì tôi nên điều trị bằng cách nào để khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể điều trị dứt điểm bệnh này ạ? Chỉ nếu đó thì chúng tôi không biết thuốc cảm là thuốc gì, nhưng mà chúng tôi thấy những người ở quê hoặc là những người đến, người ta đến các hiệu thuốc mua thuốc cảm trong đó là gì? Một là có clofenamin, hai là vài ba viên gì kháng sinh, ba là để dexamethasone. Như vậy là tôi khuyên những thuốc đó là không nên. Chỉ có là một là nếu như ho chúng ta dùng thuốc ho, hai sốt dùng thuốc hạ sốt, ba là nâng cao thể trạng. Những người lớn thì dễ có thể xúc phòng được buổi thực chuyên mới có thể phòng và điều trị được bệnh này. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Câu hỏi tiếp theo là của chị Hà Nhi ạ. Hiện nay trên thị trường thì có loại thuốc cảm cúm xuyên hương mà mọi người hay khuyên dùng khi có thai. Tôi muốn hỏi bác sĩ là các cái loại thuốc mà có nguồn gốc thảo dược hay đông y thì có thực an toàn cho phụ nữ bị cảm cúm khi mang thai không? Như tôi đã nói phần đầu, nhiều phụ nữ mang thai đã dùng thuốc thì bất cứ thuốc gì đó là không nên. Đặc biệt là đối với thuốc tây y. Nhưng mà thuốc cảm xuyên hương nó cũng có tốt, nhưng mà tốt nhất là hạn chế đối với phụ nữ có thai, đặc biệt là phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với chị Liên ở Quỳnh Lưu ạ. Xin chào chị ạ. Dạ. Vâng, chị ơi, chị trao đổi trực tiếp với bác sĩ câu hỏi của mình đi. Thế là bé nhà em bây giờ nó được 8 tháng rồi ạ. Nó có triệu chứng là ho nhẹ ạ, sốt cao trên 40 độ lên cơn giật đấy ạ. Và chướng bụng ạ. Vâng. Chị thì đưa lên tạm xá thì người ta cũng cho uống hạ sốt nhưng mà bé nôn ra hết. Như vậy thì nếu như đứa trẻ bị có dấu hiệu co giật đối với trẻ nhỏ là một bệnh nặng. Nếu như đứa trẻ lúc đó không uống được hạ sốt, phải có viên đạn đặt hormone tùy theo cân nặng.
cứ 10-15 mg trên con nặng một lần. Về vì con của chị đó là uống không được, nó nôn, cho nên cái viên hạ sốt đó là phải Advil. Nếu như hạ sốt nó không được thì phải đưa đến cơ sở y tế nó khá hơn, ví dụ tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh. Chứ còn vấn đề đứa trẻ bị khó giật là dấu hiệu của bệnh nặng thì không nên để nha. À, vậy dạ cho em hỏi thêm là đi viện ấy thì người ta bảo là nó bị nhiễm khuẩn bạch cầu ấy à? Với lại viêm xoang thì có nghiêm trọng ạ? Viêm xoang đứa trẻ 8 tháng thì không nói chứ viêm xoang cả, không ai nói viêm xoang. Nhưng mà đứa trẻ là phải đến bệnh viện điều trị hết sốt mới về được, chứ còn đang sốt thì không bao giờ ai cho một đứa trẻ đang sốt đang co giật và để về nhà cả. Chỉ đến phải có thể đến bệnh viện huyện hoặc đến bệnh viện tỉnh để xem lại đứa trẻ này. Vâng, em cảm ơn chương trình ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với anh Nhật ở Quảng Ngãi ạ. Xin chào anh Nhật ạ. Anh Nhật ơi, anh Nhật cầm điện thoại và đứng tránh xa máy thu phát giúp em ạ. Rồi. Vâng. Anh ơi, anh nêu câu hỏi của mình đi ạ. Anh có nghe rõ tôi nói không ạ? Nghe rõ rồi. Vâng, anh đặt câu hỏi của mình đi. Thế là em muốn hỏi là chương trình là sao cảm cúm em ra nắng là thường vì cảm cúm sặc mũi. Cảm cúm là cái bệnh nó lấy quá, nó tổn thương ở đường hô hấp. Anh ra hẳn bên ngoài nhé. Cho nên vì thế cho nên bị ngạt mũi là đúng rồi. Alo. À. Anh cầm máy ra hẳn bên ngoài giúp em đi ạ. Rồi, cầm rồi bạn ạ. Anh nói và nghe qua điện thoại ạ, không nghe qua máy thu hình ạ. Rồi, em nói nghe qua điện thoại đấy. Đúng rồi, khi cảm cũng như anh nói, cảm cũng là ngạt mũi đúng, bởi vì virus cúm nó tấn công vào đường hô hấp, vào niêm mạc họng mũi, cho nên dễ bị hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi. Bởi vì lúc đó cái niêm mạc mũi nó phù nề, cho nên ngạt mũi là đúng rồi. Vâng, anh muốn hỏi thêm gì nữa không? Em là do em là dân biến và do đi biến và bị do là ra rác và sau đó phát thai cho nó chảy mũi biết bác ạ, và chữ thuốc biết là nó không hết. Đúng rồi, bởi vì đó cái môi trường ngoài biển luôn luôn bị có gió, có lạnh mà bị thay đổi, cho nên là anh này rất là dễ bị là đúng rồi. Cho nên mỗi lần như vậy cho nên phải giữ gìn sức khỏe và nâng cao thể trạng là tốt nhất. Thể trạng là gì? Phải ăn uống này, giữ ấm này, cũng có thể dùng các cái vitamin hoặc có thuốc để nâng cao cái miễn dịch để anh có thể chống được cái bệnh cảm cúm anh hay mắc. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với bác Sư ạ. Vâng. Vâng, xin chào bác ạ. Dạ. Cảm ơn. Chào chị ạ. Vâng, bác ở Hải Dương đúng không ạ? Dạ. Vâng, bác ơi, bác có thắc mắc gì về bệnh cảm cúm, bác trao đổi với bác sĩ đi ạ. Dạ, tôi không có thắc mắc gì về bệnh cảm cúm, nhưng mà cháu nhà tôi là được 7-8 tháng rồi. Nhưng mà từ trước đến giờ là nó hay có cái bệnh là chân tay thì nó lạnh, nhưng mà đầu nó thì lúc nào cũng ra mồ hôi, cho nên là cứ phải dùng quạt. Vâng, anh cảm giác vậy, thường trong cơ thể con người là một cơ thể thống nhất. Mà nó lạnh ở chỗ nào cũng lạnh, mà nóng chỗ nào cũng nóng. Chứ mà trong cái nếu nó sốt cao thì chúng ta sơ trẻ ở tay chân thì nó lạnh hơn thôi. Chứ còn không, anh đây là, xin lỗi lắm là đây là nó không sốt tí nào cả mà bình thường là như thế. Thí dụ như mùa rét thế này mà không quạt cho nó là đầu nó vẫn ra mồ hôi ạ, mà nó không sốt. Cháu vẫn ăn ngủ bình thường, không có sốt gì cả. Còn anh ngủ bình thường mà không có vấn đề gì, cứ phát triển đó là bình thường thôi nhỉ. Anh theo dõi xem thế nào, có đó không cần phải, anh phải lo lắng cái gì. Hình như trẻ con là nó hay ra mồ hôi đúng không? Vâng, không có gì đáng lo đâu bác ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh chị ạ. Xin cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình ạ. Tôi xin được nêu câu hỏi của chị Trần Mai Phương. Con gái tôi 12 tháng tuổi. Chúng tôi xin được ưu tiên những cái câu hỏi của khán giả gọi điện về cho chương trình ạ. Và xin được tiếp tục kết nối với chị Hồng ạ. Xin chào chị Hồng ạ. Dạ vâng ạ, chào chị ạ. Vâng, chị ơi, chị nêu những cái thắc mắc của mình đi ạ. Dạ, cho em hỏi là ông xã em cảm cúm nhưng mà tháng nào cũng bị ạ, mà mỗi lần sốt cao lắm ạ, xong là nhức mỏi hết khớp tay khớp chân ạ. Vâng, chị muốn bác sĩ tư vấn về vấn đề gì ạ?
tại sao tháng nào cũng vậy ạ chị? Theo như thống kê rằng là cột con người chúng ta trung bình 7 đến 10 lần trong một năm, nếu như ở cái vùng dễ bị cảm cúm, cái môi trường dễ bị cảm cúm. Rồi là như chị đã kêu thì chồng chị như vậy thì chắc chắn cái sức đề kháng miễn dịch có thể nó giảm đi. Vậy cho nên trước mắt là có thể là dùng thuốc để tăng cường cái sức đề kháng cho anh ấy. Thứ hai là ăn uống nó phải giàu dinh dưỡng, đủ chất, nhiều vitamin có thể mới chống đỡ được cái bệnh cảm cúm. Vâng. Dạ. Dạ. Chị ơi, chị gọi điện từ đâu ạ? Dạ em từ thành phố Vinh ạ. À vâng. Vâng, chị còn thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ, có cần phải đi lên bệnh viện khám tổng quát hay là đi chích ngừa cảm không ạ? À, cái chích ngừa cảm là vấn đề cần thiết chứ tôi nói đấy, phải không? Phải phòng cảm cúm chứ mà chúng ta thì biết rồi, cái cảm cúm có rất nhiều loại virus gây nên, nhưng mà trước mắt những cái ở các trung tâm y tế hiện tại bây giờ có cái vaccine để cái phòng chích ngừa bệnh cảm cúm, chị nên đưa anh đến chụp là rất là tốt. Vâng. Vâng ạ. Và xin được cảm ơn chị đã gọi điện về cho chương trình ạ. Vâng. Vâng. À, chúng tôi xin được quay lại câu hỏi của chị Trần Mai Phương ạ. Con gái tôi 12 tháng tuổi, cháu bị ngạt mũi, khó thở, chảy nước mũi rồi chuyển sang ho. Cháu ho có đờm, nước mũi đặc, cháu thường ho vào lúc ăn hoặc ngủ hoặc vào buổi sáng. Cháu ho ít không nhiều. Tôi đã cho cháu uống siro để Colgen, loại dùng cho trẻ em. Cháu đã uống hết chai 60ml rồi mà vẫn không khỏi. Tôi lại mua kháng sinh về cho cháu uống, dược sĩ kê đơn 5 ngày. Cháu đang uống đến ngày thứ 3 rồi mà cũng không thấy khá hơn. Vậy tôi muốn hỏi bác sĩ là trường hợp sổ mũi mà dẫn đến ho thì thường kéo dài trong bao lâu và liều dùng thuốc thì nên như thế nào? Như chị còn nếu rồi thì thứ nhất là phải dùng thuốc ho cho trẻ. Thứ hai là cái dùng kháng sinh theo tôi nói là không nên, bởi vì không có cái dấu hiệu nhiễm trùng, nhiễm khuẩn bình thường thì không nên dùng kháng sinh. Còn cái ho như chị có thể kéo dài đến 7 đến 10 ngày sau. Như chúng tôi đã nói có những trường hợp kéo dài đến 1-2 tuần. Còn cái thuốc mà để mà chống ho như đứa con rẽ nó dùng kéo dài thì không nên. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Xin được tiếp tục nêu câu hỏi của chị Lê An. Tôi có thai 2 tháng thì mới phát hiện ra mình có thai. Nhưng tháng trước bị cảm cúm, tôi có mua thuốc cảm tổng hợp ở hiệu thuốc về uống. Xin hỏi bác sĩ là làm như vậy thì thai có bị ảnh hưởng không và có nguy cơ bị dị tật không ạ? Như tôi nói có một cái khán giả nào đã nêu đấy, nếu như đứa thai mà có dưới 3 tháng thì không nên dùng thuốc. Mà chúng tôi không biết thì chị dùng thuốc gì, còn thuốc cảm như chúng tôi đã nói ở địa phương hoặc là một số cái hiệu thuốc ra một thuốc cảm là người ta thường bán cho một cái nắm, còn trong đó thì chúng tôi biết rằng là có clofenamin, có cái kháng sinh, có cái một vài vitamin hoặc đặc biệt là có dexamethasone, đó thì chúng tôi không nên. Nhưng mà chị ấy lỡ uống rồi thì có ảnh hưởng thai không? Cái nếu như đứa trẻ, nếu như nhiều người phụ nữ mà có thai dưới 3 tháng thì sau đó thì nên đi kiểm tra tháng định kỳ và đến cả cái bác sĩ sản khoa người ta theo dõi, người ta tư vấn cho cái thai của mình phát triển như thế nào. Và có hiện tại bây giờ có cái chẩn đoán trước sinh thì chị nên đưa đến các cái trung tâm sản khoa, các bác sĩ sản khoa người ta tư vấn cho chị, đó là tốt nhất. Vâng. Chứ còn vấn đề cán hay không thì không thể nói được, đã uống rồi không thể nói được. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thời gian thì còn rất ít ạ. Chúng tôi xin được tiếp tục kết nối với một vị khán thính giả nữa là anh Nhàn ở Diễn Châu ạ. Xin chào anh Nhàn ạ. Dạ. Vâng, anh nêu câu hỏi của mình đi ạ. Dạ. Anh ơi, anh nghe và trả lời qua điện thoại đi ạ. Dạ, dạ. Chào bác sĩ ạ, cho em hỏi. Còn em được 4 tháng rồi. Rồi rồi, con em được 4 tháng tuổi rồi. Nhưng mà cháu nó bị tật bẩm sinh, sứt môi hở âm mạch, cho nên là không bù được sữa mẹ. Cho nên là vào cái thời tiết hay thay đổi, cháu nó hay bị viêm phổi, để ho khó khe đó. Rồi có cái cuộc chí để hỏi bác sĩ là có cái cuộc chí để cô cháu nó thêm được cái kháng thể cho nó cao cáo để tránh vào cái thời tiết thay đổi, để tránh được cái những cái bệnh viêm phổi gây ho của cháu cũng vậy ạ. Dưới 4 tháng thì thuộc kháng thể người ta khuyên không nên dùng. Thứ hai là cái tiêm ở vaccine ở cái trẻ dưới 4 tháng thì người ta cũng chưa tiêm. Cho nên cái một là cái con anh bởi vì bị dị dạng thích môi hở mách, cái đó thì rất bị cảm cúm, rất bị ốm, đặc biệt là các cái bệnh đường hấp như viêm phổi, như bệnh cúm. Cho nên anh chỉ có bằng cách tức là giữ ấm cho trẻ, nâng cao thể trạng cho trẻ. Chờ đến khi một cơ hội trẻ có thể làm phẫu thuật để có hết cái xích mũi hở mách, cái bệnh tật của con anh có thể mới đỡ được thế thôi.
Vâng ạ. Dạ. Vâng ạ. Chào, cảm ơn bạn nhé. Vâng, và cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình ạ. Vâng, và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Tuy nhiên là vẫn còn rất là nhiều câu hỏi và điện thoại của quý vị khán thính giả gọi điện về để hỏi về bệnh cảm cúm. Nên chúng tôi sẽ tiếp tục chủ đề này vào chương trình Sức khỏe của bạn chiều thứ Bảy tuần sau. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Sơn đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình này ạ. Vâng, và quý vị có thể xem lại chương trình vào lúc 14 giờ 15 phút chiều thứ Hai tuần sau trên sóng truyền hình NTV và nghe lại chương trình vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật hoặc 9 giờ 15 phút sáng thứ Hai tuần sau trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể xem lại trên website truyenhinhnghean.vn. Trong chuyên mục Sức khỏe của bạn tuần sau, như chúng tôi đã giới thiệu, là chúng tôi sẽ tiếp tục chủ đề phòng và điều trị về bệnh cảm cúm, và chúng tôi sẽ tiếp tục nhận những cái câu hỏi, những thắc mắc của quý vị thông qua địa chỉ email sức khỏe của bạn ntva@gmail.com hoặc gọi điện thoại đăng ký tư vấn vào số 0386262999 vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần. Xin được cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.